Vài ngày trước, trên mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi tổng biểu tình nhân dịp lễ Quốc khánh và kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8. Ngay sau đó, Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung nói rằng Hà Nội phải chủ động phòng chống các hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật gây mất an ninh trật tự trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi tuyên bố của ông Nguyễn Đức Chung được đưa ra, hàng ngàn người dân ở các thành phố lớn đã xuống đường tụ tập, hò reo mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Syria trong giải đấu ASEAN. Người dân mang theo các khẩu hiệu Việt Nam vô địch, mặc trang phục lá cờ đỏ sao vàng, hò reo ầm ĩ. Thậm chí một số video lan truyền trên mạng xã hội còn cho thấy cảnh đốt lửa, chặn xe trước mặt các nhân viên an ninh mà không một ai bị bắt hay gây khó dễ vì tội gây rối trật tự công cộng. Nhà hoạt động Đỗ Nam Trung ở Hà Nội nhận định về nguyên nhân dẫn đến phản ứng khác nhau của lực lượng an ninh trong các sự kiện tụ tập đông người như vậy. Vấn đề ở chỗ là không phải là cái chuyện mà tụ tập đông người hay không, hay là vấn đề biểu tình hay không, mà vấn đề nó nằm ở chỗ là cái người cộng sản ấy, những cái người trong đảng cộng sản ấy, họ sợ có những cái thế lực khác nó ảnh hưởng, nó gây đến mất cái khả năng mà cái quyền mà độc chiếm độc tôn trong cái việc lãnh đạo cái đất nước này. Cho nên là họ luôn 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 sợ khi mà chỉ cần thấy có đám đông biểu tình hoặc là có một cái gì đó mà nó đông đúc mà mang tính chất mà có một chút xu hướng về chính trị hay là về dân quyền thôi, thì là họ sẽ cảm thấy run sợ về những điều đó. Và cái câu chữ của người cộng sản nó cũng rất là vô cùng. Nếu như họ tụ tập ấy, thì không sao, họ tụ tập họ ăn mừng chiến thắng rồi họ ăn mừng độc lập thì không sao, nhưng mà người khác ấy, những cái người mà bất đồng chính kiến với họ hoặc những cái người mà có những cái tư tưởng mà cấp tiến ấy, mà người ta có những cái nhu cầu ví dụ cũng ngồi đông người hay tụ tập đông người, hay là người ta cũng có những cái lập hội lập nhóm, hay là người ta có một cái hoạt động gì đó chẳng hạn mà độc lập mà không theo cái định hướng của đảng ấy, thì lập tức là sẽ quy chụp tội ngay. Một người dân giấu tên đã tích cực tham gia biểu tình ở Sài Gòn cho Đài Á Châu Tự Do biết chính quyền thành phố đã bố giáp an ninh khắp các nẻo đường chuẩn bị đàn áp biểu tình mùng 2 tháng 9. Hiện tại anh vừa đi dạo Sài Gòn thì anh đang có một nhóm chuẩn bị xuống đường đó. Anh em một nhóm riêng của bên bọn anh. Nhưng mà anh đi dạo được cách đây 2 ngày rồi, là hôm nay là anh nhìn thấy là nó đưa ra đồ chơi đầy đủ rồi đó. Tụi nó là nó đưa ra là tất cả tầng tập từ các ngã đường là nó phong tỏa hết rồi. Nhưng mà nó phong tỏa ở khu vực là chợ Bến Thành, rồi nhà Đức Ba, rồi sân bay. Điểm lại các sự kiện tụ họp đông người hay biểu tình mà có sự góp mặt của những người bất đồng chính kiến, thì nhận thấy phần lớn sẽ có người bị bắt và bị quy kết hành vi gây rối trật tự công cộng, dù đây đều là những cuộc tụ tập ôn hòa. Đã có khoảng 40 người bị bắt và kết án sau khi tham gia vào cuộc biểu tình chống hai dự luật đặc khu và an ninh mạng vào ngày 10 và 11 tháng 6 vừa qua. Hầu hết đều bị quy vào tội gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi nêu câu hỏi, khi nào thì cụm từ tụ tập đông người trái luật được áp dụng, với luật sư Bùi Quang Nghiêm thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ông cho biết. Chính quyền Việt Nam thì nếu nó nghi ngờ về mục đích của cái việc mà tụ tập đấy, mà nó không kiểm soát được thì họ cho ngay rằng là bất hợp pháp. Còn nếu như họ kiểm soát được mục đích mà họ có thể quản lý được thì lại họ cho là cái chuyện là thì họ bình thường và họ không ngăn cấm. Hiến pháp Việt Nam cho phép việc tụ tập đông người, nhưng trong nghị định số 38/2005 NĐ-CP lại đưa ra một loạt các điều kiện chế tài việc tụ tập này, như phải đăng ký với cơ quan chức năng, không được mang theo băng, cờ, biểu ngữ nhằm chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Và điều được nói là mơ hồ nhất, đó là tụ tập không được gây rối trật tự công cộng, mà không giải thích cụ thể thế nào là gây rối trật tự công cộng. Đây là những điều được Việt Nam quy vào tội tập trung đông người nơi công cộng trái luật. Luật sư Bùi Quang Nghiêm nói rằng, cần có luật biểu tình để làm rõ việc tụ tập đông người trái luật. Bởi vì giới cầm quyền họ không muốn có luật biểu tình và không muốn đảm bảo cái quyền biểu tình, cái quyền hiến định được thực thi trong thực tế. Cho nên là người ta trì hoãn rất nhiều lần về cái luật biểu tình. Tôi thì tôi mong muốn là có luật biểu tình để nó rõ ràng, để các ranh giới là tụ tập đông người hợp pháp hay không hợp pháp. Sau nhiều lần trì hoãn cho đến bây giờ, Việt Nam vẫn chưa có luật biểu tình, dù trong hiến pháp quy định rõ quyền được biểu tình của công dân. Nhà hoạt động Đỗ Nam Trung cho rằng,
việc thông qua luật biểu tình như con dao hai lưỡi, vì cơ quan chức năng có thể thắt chặt các buổi tụ tập hay biểu tình bằng cách đưa ra các con số hay câu chữ để đánh bẫy người dân. Anh nhấn mạnh, ở Việt Nam, luật chỉ dành cho dân mà không dành cho cán bộ. Và khi người ta đã không thích, thì bất cứ điều gì cũng có thể khép thành tội. Thời gian gần đây, trong các cuộc giao ban hàng ngày, đặc biệt trong các cuộc họp chi bộ, anh chị em chúng ta luôn phải nghe đi, nghe lại các luận điệu tuyên truyền của bọn chóp pu nhằm giải thích, biện hộ cho các hành động bắt bớ, giáng cấp, kỷ luật của chúng đối với nhiều nhân vật cấp cao trong cả hai bộ phận được coi là các lực lượng trung thành nhất của bọn chúng là công an và quân đội. Kể từ đầu nhiệm kỳ 12 của đảng Hồ Tàu cho tới nay, đã có tới 56 nhân vật cấp trung ương bị xử trảm, trong đó có 11 nhân vật là ủy viên trung ương, 1 nhân vật là ủy viên bộ chính trị. Riêng ngành công an, một thứ trưởng đương nhiệm đã bị loại khỏi tất cả các chức vụ trong đảng, cách chức thứ trưởng và giáng quân hàm từ trung tướng xuống đại tá. Một cựu thứ trưởng công an khác cũng bị kỷ luật, xóa tiêu chuẩn thứ trưởng và giáng quân hàm từ thượng tướng xuống trung tướng. Ngoài ra, một số tướng tá khác đã bị bắt giam, khởi tố. Trong ngành quân đội, việc đấu đá, xử trảm lẫn nhau tuy có biểu hiện ít và nhẹ nhàng hơn so với công an, nhưng cũng đã có những nhân vật cấp tướng bị tuyên bố kỷ luật. Để biện mình, che giấu cho tính đấu đá, thanh trừng có tính cá nhân, phe phái này, luận điệu của bọn chóp pu hiện nay thường giải thích cho anh chị em chúng ta rằng, nguyên nhân chính đã khiến các nhân vật bị xử trảm là họ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác điều hành lãnh đạo. Ngoài ra, để phần nào xoa dịu sự uất ức, căm phẫn của các nhân vật bị thanh trừng cùng gia đình, thân hữu của họ, bọn chóp pu lại dùng lại các luận điệu đạo đức giả, lừa bịp, theo kiểu xử lý kỷ luật một đồng chí của mình là điều hoàn toàn không ai muốn, mà có khi là đau xót, nhưng buộc phải làm vì kỷ cương của đảng, vì sự nghiêm minh và sự bình đẳng trước pháp luật đối với mỗi cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự trong sạch cho đảng. Trước các luật điệu này, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái gọi là tập trung dân chủ nghĩa là gì. Tập trung dân chủ là một thuật ngữ của riêng của các đảng cộng sản trên toàn thế giới. Thuật ngữ này khởi thủy được Lenin dùng nhằm hai mục đích chính. Một, để đối phó với các đòi hỏi dân chủ, tự do thực sự của các đảng viên cộng sản, đồng thời cũng nhằm để đánh lạc hướng, khiến cho dư luận có thể nhầm lẫn với sinh hoạt dân chủ thực sự. Hai, để dễ dàng thực hiện sự độc tài, độc đoán của bản thân Lenin và bọn độc tài chóp pu. Bản chất thực sự của thuật ngữ tập trung dân chủ đã được các đảng cộng sản thực hiện trên thực tế là mọi ý kiến, quyết định, quyết nghị đã được bọn chóp pu phê duyệt là có tính chân lý và có tính áp đặt tuyệt đối trên tất cả các đảng viên. Không đảng viên nào được quyền phát biểu, thể hiện ngược lại hay khác đi, dù chỉ là lời nói. Nói một cách khác, mọi ý kiến, quyết định, quyết nghị của bọn chóp pu đưa ra, dù sai trái đến đâu, độc ác, tàn bạo đến mấy, mọi cấp, mọi đảng viên đều phải tuân thủ thi hành, không được nói khác, không được làm khác. Dĩ nhiên, để che đậy tính chất độc đoán này, các đảng cộng sản đều cho thực hiện các cuộc tranh luận, thảo luận và bầu cử giả mạo để khiến dư luận và các đảng viên tự ảo tưởng, ngộ nhận rằng các ý kiến, quyết định, quyết nghị độc đoán của riêng bọn chúng là ý kiến, quyết định, quyết nghị của đa số.
Vì vậy, chúng cũng thường nói rằng thiểu số phải phục tùng đa số, do chúng đã chuẩn bị, sắp xếp trước mọi cuộc tranh luận, bỏ phiếu, bầu cử đều có kết quả, đa số tuyệt đối đứng về ý kiến, quyết định của bọn chúng. Nhưng vì bọn chúng biết chắc chắn vẫn còn khả năng sẽ có những người muốn công khai hóa các bất đồng, các sai trái, các thủ đoạn lừa bịp, vì vậy bọn chóp bu cộng sản còn nhấn mạnh nguyên tắc tập trung dân chủ, cũng có nghĩa rằng xin trích sau khi có nghị quyết, mỗi đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết. Đây chính là một thủ đoạn thâm độc và hèn hạ, nhằm đe dọa và bịt miệng mọi đảng viên có lương tâm, lý trí độc lập. Tới đây, chúng ta đã thấy rõ, nếu đúng là các nhân vật cấp trung ương, cấp lãnh đạo của đảng Hồ Tào, những người đã và đang bị kỷ luật, khởi tố, là có tội, là vi phạm pháp luật, thì nguyên nhân gốc rễ của các hành vi, hành động sai trái đó là do đảng Hồ Tào vẫn tiếp tục thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây chính là nguyên tắc vừa tạo điều kiện cho mọi giới lãnh đạo trong đảng Hồ Tào được tự tung, tự tác, bất chấp pháp luật, bất chấp dư luận, vừa vô hiệu hóa tất cả những con người trung thực, tử tế, có thể vẫn còn ngay trong nội bộ đảng Hồ Tào. Do đó, một khi còn nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi cuộc kỷ luật, khởi tố, truy tố hay xét xử các nhân vật cao cấp của đảng Hồ Tào chỉ là những màn kịch nhằm che đậy sự rạn nứt, đấu đá, xung đột, tranh quyền, tranh ăn đang ngày càng quyết liệt trong giới chóp bu của đảng Hồ Tào mà thôi. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới.